ba cặp sao đôi đã tìm được nhau, đã đến với nhau và sẽ cùng nhau bắt đầu một hành trình song đôi vô cùng thú vị. Thay đổi bất ngờ qua từng đêm thi, hãy cùng đón xem những màn tranh tài đầy hấp dẫn, lôi cuốn đến từ các cặp đôi Phan Như Thùy và Võ Đức Trí, Hải Ngân và Bảo Quân, Đào Kỳ Anh và Nguồn Thái Ngân. Mỗi cặp đôi sẽ chọn cho mình một màu sắc khác biệt, một phong cách độc đáo và cả một chiến lược riêng. Vì mình thương nhau nên ngay tơ hồng lại nối thành đôi. Anh thấy vui hơn khi hai gia đình mình nghĩa tình, tình tăng cho gần cuộc đời đâu xa thế. Trên dưới phố thế hai đứa về bên nhau. Đón xem các vòng thi song ca của Tỏa Sáng Sau Đôi, bắt đầu với chủ đề Tình Khúc Cho Nhau vào lúc 21 giờ thứ tư ngày 31 tháng 1 năm 2024 trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 13 giờ thứ năm ngày 1 tháng 2 năm 2024 trên truyền hình Vĩnh Long 2.